3, 2, 1. Cái luôn. Ờ, bây giờ chú học đi. Chú học đi, chú biết chú học đi, con học cái cho chú biết hết cây luôn. Cái đó là sao phải cho nó gãy để nó ra trồn. Vậy con vậy không sao đúng không? Không. Con tưởng là con phạm tội rồi á, phạm tội bẻ cây luôn. Đó là rất là quá nè.
thầy, thầy tránh ra thầy. Nhiều quá rồi. Đó vậy chứ qua bên đó chiều chiều rồi chứ. Rồi được, nhiều quá. À, chú nói á, là nguyên cái vườn dân dân này á, sau này quý vị mà lên á là đi vô đây học chôm chôm rồi đem ra có người chủ vườn người ta chú sang lại với chủ vườn á rồi mình căn ký tính tiền. Thầy biết là làm sao không? Hai vợ chồng già này không có làm được không? À, mình để cho tụi trẻ nó mua rồi nó làm nó lời kệ đó. Dạ, tiễn nhau là không làm nổi nữa, đưa cho người ta rồi mình bán rồi lại cái bán gọi là chỉ còn bán cho người ta luôn, mão luôn không? Đúng rồi, lời người ta ăn. À, lỗ là gì không? Lỗ chứ không có lỗ đâu đúng không? Đúng rồi, ở đâu có lỗ được đâu. Rồi, đi hai mươi mấy thầy trò mình. Rồi, đủ rồi, đủ rồi. Rồi thầy thả nguyên từ xuống à, đi. Đây, rồi nhưng mà nó già hết rồi phải không? Đúng rồi, thầy hai cái nào cũng được. À, bự quá vậy, bự quá. Ồ, rồi hai trái một lần hay sao? Không, một trái thôi, hai trái nữa, hai trái nữa. Đây nè, trời ơi, bự quá. Rồi, không nó già hết rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi để gì được trái nào bự nhất? Hai trái nào bự nhất được? Rồi hai ba trái thôi, tại vì chiều nay chưa kết thúc. Rồi thầy làm trái nữa xuống đây, coi coi có nổi không? Nặng lắm không thầy? Không, được. Rồi xong. Rồi xong ba trái. Rồi quay ra, quay nếm xong ra. Dạ. Rồi khoan á, rồi à. Tại vì hôm cái cây này nó ba trái thôi phải không? Ừ đó, rồi xuống. Tại vì cái cây này năm nay còn cho hàng xóm ở đây nữa thầy. Rồi cái vậy, tại vì hàng xóm ở nhiều đây quá thì... mà con phải trồng mấy cây bơ, tại vì thầy cái bơ này coi nó to chứ không ngon bằng bơ bên này, tại bơ bên này có mang yếu thành giống như là mít tu nó ứa thầy, mít tu nó nhỏ nó ngon chứ nhưng nó to vậy thôi đông nè vậy đó, lên là có này luôn. Vừa ngày cách cái chùa của mình có chưa tới 5 phút. Cái chuyện tranh hồi nãy là cái chuyện tranh cái sách đọc thôi chứ không phải là kinh. Cái nãy có mấy quyển sách đó nè, đâu này nè, nãy cái quà đó, cái quà con đem đó, có mấy quyển sách sách đọc thôi chứ không phải là kinh, sách chuyện tranh á. Tưởng có nhà, tưởng có mấy đứa trẻ nhỏ chuyện tranh thiếu nhi rồi đó, với lại cho nó thì để biết là tiểu sử ở bên Phật giáo và vấn đề chuyện giáo lý. À, nếu mà chú đọc được thì con lấy mấy cái cuốn mà về tiểu sử của bên giáo lý Đức Phật cũng được. Chưa có giờ luôn. Ừ, thì con sẽ gửi chú đọc. À. Cái gì nữa? Chú này
ngàn người Công giáo, nhưng mà chú rất giỏi với lại cũng thân thiện, vui vẻ. Chú là miếng đất của chú trồng điều ở kế chùa. Đó, chú cho nè, cho cốc. Rồi, bơ. Cái gì? Cái đậu rồng hôm nay trồng 5 mét luôn á, cái hàng rào B40 á. Rồi, đó rồi. Dạ, dạ. Biết rồi. À, để cho nó bò lên cái hàng rào. Hàng rào mà trồng xa xa rồi mang rồi bây giờ về trồng rồi mang cái cây cắm vô vậy. Cái cây cắm vô để nhớ nó nằm cỏ mày không biết nữa. Bên tí nó bên nhà đây nè. Để mày nằm cỏ mày tránh nó ra. Cho nó bò lưới B40 ha. Đây bên này thì cho hàng dầu. Rồi. Bây giờ về mày bỏ dưới đất luôn đi. Bỏ dưới đất luôn. Bởi vì mày tính làm sao? Xới đất lên. Rồi mấy cái que cắm vô vậy này. Rồi nhưng mà mình không ngâm nước hả? Ngâm nước để cho nó dễ lên. Cho nó dễ lên, nhưng mà bây giờ trời mưa nó nóng ẩm rồi. Ngâm nước xong rồi mình này phơi ra nắng cái gì để nó kích thích mầm gì. Khỏi bây giờ thầy để nó dưới đất này mưa cái bắt đầu nó đất nó nóng rồi. Nó truyền nhiệt qua nó mấy bữa nó lên ngay hơn. Dạ. Rồi vậy đi ha. Cái mình cắm vào đây á để mình xác định là cho nó đều nó leo lên với hơn nữa làm sao để mình nằm cỏ mình không sạch vô đó. Đúng không? Rồi mình nằm cỏ cho mai mốt rồi bỏ phân nó leo lên trên này thầy. Vậy là cho nó leo đây ha. Leo lên như là. Sao không cho nó leo lưới B40 hoài mà cho nó leo lên hàng rào trong? Cái lưới bê quý đi là nó có cái cây giấy là thầy. Cây thanh long. Thanh long đỏ ruột đỏ rồi. Có bên này thì để cho nó đầu rồng. Còn ở bên này thầy đi để cho ánh nắng mặt trời vô cho mấy cây mai nó lên thầy. Mai quá trời luôn. Mà cho cây nhỏ trồng 5 năm nữa mới có trái. Nhưng mà thầy trồng nó thưa ra. Thầy lấy cái que thầy trồng hạt ấy. Cái thằng ở dưới kia tên hỏi cái chanh trúc nó mấy đứa nó bán trúc cây nó không có nhà thầy tính nó thầy trồng vậy đâu phải trúc á mình chặt để mình làm mô hình mấy cái kiểu cảnh đồ đó con tưởng là thầy trồng trúc để giữ bờ ao này không đó. Mai mốt khi nó đi lấy cây đó là cây tầm vông vông nữa rồi mai mốt rồi nè chú nó đâu mình mới nhờ chú nói giờ á chứ còn con á mốt là con trồng chút là chút vàng nếu mà thầy lấy cái chút mà bánh nấy để mà giặt gì thì nhà con có bụi chút bên đó không đúng rồi cũng tầm vòng cái tầm vòng nó nằm ở dưới nó không cao bằng tầm vòng ở ngoài của nhà thầy tầm vòng này nó còn nhỏ tầm vòng nhà thầy tầm vòng châu nó bự ông cũng mà cần cho làm để làm mô hình á còn là cái chút nhỏ nhỏ như này ở miền quê của thầy để làm sáo ấy làm gì sáo cầu đá rồi đó nhà con có thầy lấy thầy trồng trong cái bơi gì dậu thì có thôi vậy đi mày có khi nào mà có gì tính trồng là rồi thôi vậy cảm ơn chú nha chú cái này con đi về con có việc rồi thầy thôi để
cảm ơn quý sư con nha. Dạ con mời mấy sư cô lấy mỗi vị một phần. Yeah.